Và đây là full series bất ổn bạn tôi bá đạo nhất Minecraft. Đây là thằng con của bạn tôi nè, trông nó có đáng yêu không chứ hả? Ấy ấy, cái con đen xì xì bỏ mẹ kia bắt cóc con của bạn tôi rồi, phải giải cứu nó mới được. Ủa nổ, tôi bắn chết cả hai luôn rồi. Con của tao đâu thằng mặt lờ kia? Ôi trời ơi, mày sẽ phải trả giá. Bạn ơi, bạn nghe tôi giải thích cái đã, mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu mà. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Sao mà đó được, đù tí nữa thì hẹo luôn rồi. Mày chờ đó cái con lợn này. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Đây rồi, quả này mày tới công chuyện với tao. Thằng khỉ kia trả con lại cho tao. Ê yo, what the fuck. Ê mày lại chạy vào làng người ta làm gì đấy, báo ít thôi mày ơi. Rảnh quá về mà trồng rau hộ tao đi kìa. Chờ tao với. Hả, mày tính làm gì con golem này đấy, nghịch ngu ít thôi mày ơi. Rồi xong, tội thằng nhỏ bay mất tâm mất tích luôn rồi. Chắc nó bay đến sao hỏa rồi đấy, ngó làm gì nữa mày. Ở đằng kia có con chim hay cái gì đang bay kìa mày. Ảo thật đấy. Ê yo, what the fuck. Mày đợi tao tí, tao chuẩn bị đồ nhảy cầu cho mày đây. Nhảy giờ là mày đang xuất luôn đấy. Ok rồi, nhảy đi, không chết được đâu. Mày hãy xem tao thể hiện đây này. Á đù, có ổn không mày ơi, tao thấy mày chắc là không ổn lắm rồi đó. Để tao gạt cái này ra cứu mày đây. Thông minh lắm, đúng là con trai của tao. Ngu dốt. Nghe cái thằng mất dạy ngồi nhà chơi mà dám sai tôi đi lấy nước cho nó uống, mày cứ chờ đó, có ngày tao cho mày đăng xuất. À đây rồi, con đen xì xì này bắt cho luôn vào nước cho thằng bạn uống xem thế nào. Chắc là không sao đâu nhỉ. Ú hòa bạn ơi, nước của bạn về rồi đây. Ủa cảm ơn bạn nhé. Sao nước hôm nay dị lạ lắm bạn à. Ê yo, what the fuck. Ôi trời ơi. Nay đi kiếm cá xem có câu được con nào 400 cân không nào. Có thằng nào đang câu ở kia thì phải. À thì ra là thằng bạn báo đời của mình. Ngồi đây câu chung với nó cho vui. Hình như của nó có cá cắn thì phải, con này chắc phải to lắm. Ê yo, what the fuck. Ồ con ếch này đáng yêu quá đi mất thôi. Đây cho mày quà gặp mặt nè. Ngon không? Quà kia thằng bạn tao còn cho mày ăn đó. Đúng rồi, giỏi lắm, xuất sắc mẹ luôn. Ủa bạn xây cái gì vậy nghe? Thiếu một cục à, tôi cho bạn đây. Ồ cảm ơn. Đủ cái gì ý nhỉ, cảm giác người tao nó cứ thiếu thiếu. Sao cái người tao lại ở đây hay vậy mày? Để tao lắp người lại chứ, thế này khó chịu quá mày ạ. Mày gạt hộ tao cái cần đi. What the hell. Ồ cảm ơn nhé, thấy ok hơn rồi đấy. Ê yo, what the fuck. Bạn tôi bảo con quái vật này có mà mọc thêm mắt cũng chả nhìn thấy gì. Để tôi thử gắn mắt cho nó xem sao. Thông minh lắm, đúng là con trai của ta. Hừm, cũng đẹp trai phết đấy. Còn lâu nó mới nhìn được tao ra cho mày xem đây này. Ngu dốt. Đồ ngu, đồ ăn hại. Tôi có trò mới này anh em ơi, xem tôi thể hiện đây này. Hình như còn thiếu cái đầu. Ồ bé gà nhà hàng xóm à, cho tao mượn cái đầu một chút xíu thôi nhé. What the hell. Hoàn thành rồi đây, từ giờ tôi sẽ gọi nó là chích cừng golem. Ế mày tính làm gì tao? Ảo thật đấy. Xin vĩnh biệt cô. Tấu hài cùng thằng bạn. Bắt ổn. Phần 5, cái nhà xí hôm qua mới ẻ xong thì nó sập mất, nay phải đi kiếm gỗ xây lại, buồn thiệt chớ. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Ai kìa, ta giống thằng bạn báo đời của tôi thế. Mày cũng đi kiếm gỗ xây nhà xí à mang. What the hell, cái gì vậy nè. Ảo thật đấy. Ê yo, what the fuck. Đây đây rồi, mày đợi tí tao làm giường cho mà ngủ. Suốt ngày qua đây ăn xong là ngủ trực tại đây thì tao sắp chết đói luôn rồi. Xong rồi đây, ra mà nằm đi này. Nằm đây ngủ ngoan nhé, tao đi kiếm thằng về ngủ chung với mày cho đỡ cô đơn. Vào đi mày ơi. Ê yo, what the fuck. Mày có trò gì chơi mà hay thế? Cho tao chơi cùng được không? Mày tự làm lấy mà chơi. Á à, cái thằng bạn điểu này không cho mày biết thế nào là lễ hội thì mày không sợ à? Ngu dốt. Quả này xong mày rồi con. Thông minh lắm. Đúng là con trai của tao. Chớp mày chưa giờ cầu xin tao thì tao thả ra, không thì có cái nghịch nhé. Mày quên tao là ai rồi à, dám coi thường tao. Ê yo, what the fuck.
Bạn tôi nó tính cho con rồng qua địa ngục chơi cùng với nó anh em ạ. What the hell? Thằng này nó bị dở mất rồi. Ảo thật đấy. Làm sao mà con rồng chui qua cái cổng bé tí đó được chứ? Hôm nay hơn 70 tuổi rồi mà. Ê yo, what the fuck? Đằng kia có con gì thế nhỉ? Hóa ra là một con golem. Hé lu anh em có quà cho anh nè. What the hell? Con golem này giống thằng bạn tôi giữ trời quá là bá đạo. Ảo thật đấy. Để mày xuống dưới xem có chết không. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Hơ hơ, nó biết bay luôn ạ. À. Ảo thật đấy. Cái gì khó có tao lo xem tao đấy này. Ngu dốt. Ê yo, what the fuck? Lấy tí rau tí bún về làm bữa tối thôi nào. Chắc là đủ rồi, về thôi. Ế con gà nhà bác hàng xóm. Thôi cháu xin về bổ sung thêm vào bữa ăn nhé. Quá là ngon luôn. Hình như kia còn con nữa thì phải bắt nốt về cho thằng bạn ăn bét tờ lè nhè luôn. Ủa mà khoan, cái éo gì vậy nè. Ê yo, what the fuck? Hú hú, đi báo tiếp thôi nào bạn ơi, chờ tôi với. Rồi xong làm sao để xuống dưới đây mày. Đơn giản nhìn này, tao chỉ làm một lần duy nhất thôi đấy. Rồi đấy, cứ thế bay xuống thôi, đen thì gãy xương tí thôi. Thấy chưa, xuống đi mày. What the hell? Ok, đợi tao với. Còn cái nịt. Ủa, cái đéo gì vậy nè. Ê yo, what the fuck? Con lợn này hôm qua dám đánh tôi anh em ạ, nay tôi đến trả thù. Ảo thật đấy. Ngu này, mày tính nhổ tao chứ gì, tao biết thừa. Bố mày uống luôn cho mày sợ. Tiếp đê mày. Tao uống cho mày hiểu vấn đề luôn. Tiếp đê mày. Eo ơi, thằng này gớm vãi hò. Tao chịu thua. Đúng rồi em yêu, ngoan đi theo anh về nhà nào. Về đây anh cho kẹo ăn nhé. He he, quả này mày bị nổ banh xác rồi con. Ảo thật đấy. Ủa, cái đéo gì vậy nghe, sao nó không nổ. Ê mày tính làm gì. Ê yo, what the fuck? Tôi phải thật chăm chỉ làm thật nhiều để kiếm 400 củ sang Dubai chơi. Nam nam. Cuối cùng cũng xong, về thôi nào. Ê cái ông kia sao lại đem gà vào trong nhà làm gì vậy nhỉ? Nghi lắm này, để tôi vào kiểm tra. Ê yo, what the fuck? Bạn ơi, tôi là tôi có quà cho bạn đây nè. Để trước cửa hù chết mày luôn, cái tội hay đánh tao. Thằng nào ở ngoài đấy, đù con quần què gì đây, chất đấy nhưng tao không sợ đâu. Giải ò cái con mất dạy này chơi thật à. Ê yo, what the fuck? Ê yo, hai con lợn của tôi lớn lắm rồi, hôm nay phải ra tác thành cho hai đứa sớm có con mới được. Xin chào hai bé cưng của anh nhé. Cái thằng củ chuối này chui vào đây làm chi vậy, tính làm tình tay ba à mày. Ê yo, what the fuck? Không biết ông bạn của tôi chạy đi đâu rồi ta. À đây rồi, bạn đang chặt cây à. Ủa cái gì vậy trời, cây bình dương anh em à, bạn tôi bị nó chặt mất rồi. Ôi bạn ơi, bạn có sao không vậy? Tôi quên mất bạn tôi là trùm mà sao mà chết được. Bạn ơi đừng báo nữa, về nhà đi, mẹ đang chờ ở nhà kìa, báo ít thôi. Ồ quắc, giờ heo trứng gà nở ra lạc đà anh em à, mà nó còn biết bay nữa mới ảo chứ. What the hell? Bạn còn trò gì cho tôi xem nốt đi nào. Ồ một con cá, nhưng mà nó ở Bình Dương anh em à, nó chạy nhanh dữ. Thôi đủ rồi bạn ơi, về nhà ăn cơm đi nào. À, chết mẹ mày rồi con. Mày tới công chuyện rồi, con gà kia quả này golem nó đấm cho dở. Alo, chong chong tre nè Nobita. Thôi về đi bạn, tôi cảm thấy sợ hãi quá rồi đó. Từ từ bạn, để tôi oánh mấy con lợn này đã. Ô nội chạy đi bạn ơi. Mày báo hoài luôn, tao sợ mày quá rồi. Khó, chết mẹ mày rồi con. Mày đang làm cái gì đó? Ồ, thằng này khá giỏi lắm bạn của tôi. Ôi trời ơi, tôi ngửi thấy mùi lợn quay thơm lắm rồi đó. Cái gì vậy nè, dám đối đầu với bạn tôi thật là chán sống mà. Ái chà chà, cũng gọi là có tí bản lĩnh đấy. Nhưng mà mày chưa biết bạn tao là ai rồi. Thôi về thôi bạn à, mẹ bạn chắc đổ cơm cho chó rồi đấy. Giải ò thiệt thế mà nó không sao. Ảo thật đấy. Chạy đi bạn ơi, con lợn chúa trả thù kìa. Bạn đang làm cái trò gì vậy, bạn xây cột điện à? What the hell?
ấy vô quắc sắp bờ rồi, đúng là cái gì bạn tôi cũng có thể làm được mà. Còn cái con đen xì xì này nữa chắc là chán sống rồi. Xong mất tiêu luôn. Về đi bạn, bạn chạy đi đâu đấy? Ôi mẹ ơi, thật không thể tin nổi mà. Ảo thật đấy. Lấy xô nước nhảy xuống không có mà đăng xuất mẹ luôn. Đây là đâu vậy? Ai mà biết được. Ô kìa, có quái vật chạy đi. Bạn cứ phải phờ lo nhỉ xem đây này. Ảo thật đấy. Đợi tôi với. Ồ, cái này không đi qua được rồi. Bạn cứ phải phờ lo nhỉ xem đây này. Thật luôn đó hả? Ảo ma giải ò. Đùa không thể tin nổi mà. What the hell? Hình như đến nhà bót rồi thì phải. Chạy chậm thôi, chờ tôi nữa chứ. Không ổn rồi, con rồng nó trở về. Cái quắc đờ heo con cụ tổ lợn, sao nó bay được vào đây vậy trời? Chạy đi không là còn cái nịch. Bạn bá đạo lắm mà, tôi muốn ăn lợn quay bạn nướng nó đi. Chuyện nhỏ, hãy xem tôi đây này. Lắm càng 20 ngàn. Bằng mồm đồng giáp. Ây vô vậy cũng được nữa hả? Cục thịt chà bá luôn. Này này, ăn để phần cho tôi nữa chứ, bạn tham lam thế. Ôi trời ơi. Còn cái nịt. Có cách làm con lợn siêu to khổng lồ nè, anh em xem nhé. Ăn đi, ăn nhiều lên heo ơi, ăn nhanh để còn lấy thịt đi bán nào. Hơi bị tốn rồi đó. Hôm chắc là được rồi. Ây vô quắc sắp bờ rồ, tính làm gì con lợn của tôi đó. Đù báo ít thôi bạn ơi, lợn tôi bán được 400 củ đấy. Ảo thật đấy. Gọi xong luôn còn đúng cái nịch. Mày còn đứng đó làm gì, xuống thu hoạch phụ tao đi, lợn mày ăn hết rồi còn đâu. Ấy vô, mày có bị sao không đấy, bờ rồ lần đầu tao thấy luôn đó. Ế là ghê, mày sao khóm này thành tinh à? What the hell? Thôi xong, vĩnh biệt bạn tôi, để tôi đem về chôn luôn. Ngu dốt. Nay tôi phải dạy lại bạn tôi mới được chứ, báo thế này ai chịu cho nổi. Ngu này, ngu này, một rìu đình thiên hạ. What the hell? Ây vô bạn ơi, mày đùa tao à? Tôi nghĩ là nên về ngủ một giấc, chắc tôi bị hoa mắt hay gì rồi. Ảo thật đấy. Lần trước gõ nó ghê quá thôi, thì lần này tặng quà cho nó xin lỗi vậy. Ây vô bạn ơi, có quà cho bạn này, xin lỗi bạn vì lần trước nhé. Ồ không sao đâu, bờ rồi đến chơi lại vui rồi, lại còn phải quà nữa. Sao nó nhấp nháy hay thế mày? Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt. Ồ đằng trước có con gì kìa anh em ơi. Thì ra là một con ếch bắt về tối xào rủ thằng bạn qua ngồi thì nhức nách. What the hell? Con lợn này trả lại cho tao. Bạn ơi đừng giận nữa mà, chờ tôi với. Ế ế, con gì đây, nó bị làm sao vậy trời, gãy luôn cả sừng thật là. Ảo thật đấy. Ủa bạn làm gì đấy, cái đó ăn được à? Ây vô thật luôn, bạn cho tôi cưỡi đi chơi đi. Này thì cưỡi này. Đúng là thằng bạn mất dạy, mày cứ chờ đó. Làm sao đi qua được đây, chỗ này toàn là dung nham. Ế mày tính làm cái gì đấy? What the hell? Ủa rồi dung nham đi đâu hết rồi, đúng là độc lạ Bình Dương mà. Phải đi theo nó xem nó làm gì chứ, thằng bạn này báo lắm, khéo nó đi đập cả nhà người ta thì chết. Ế mày chạy ra biển làm gì đấy, tập bơi à? Gọi xong mày đi tới đâu thì ở đấy. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Em là chúc mừng tôi đi, tôi xây nhà này xong là cưới được vợ rồi đó. Mình phải xây một căn nhà thật là đẹp. Ồ thiếu mất một viên rồi, lấy đâu ra bây giờ? À đây rồi bạn ơi, bạn à, cho mình mượn cái đầu bạn một chút thôi nha. Đầu cứng dữ mày. Ảo thật đấy. Thế là đủ rồi anh em ạ. What the hell? Ôi tuyệt vời luôn đâu, ai có căn nhà nào mà đẹp như này, mình thật là giỏi quá đi. Ôi trời ơi. Chạy từ từ thôi bạn, đợi tôi với. Ủa cây này ở Bình Dương chắc rồi. Và bạn tôi cũng thế, tao sợ mày quá mày ơi. Đừng có mà đi phá làng phá xóm người ta đấy. Yên tâm xem tao thể hiện này. Ảo thật đấy. Đẹp trai không mày? Chồng chống tre nè mày ơi. What the hell? Thật là tội lỗi, sao mày đi đến đâu cũng báo hại tao vậy trời. Gòi gòi giặt cả đầu người ta thì tao chịu rồi. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt. Không hay rồi, ai bảo mày đánh con golem kia làm chi, giờ nó kéo cả họ ra gõ vào đầu hai đứa đây này, chạy đi. Đồ ngu.
Đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Không biết nó có đuổi theo không nhỉ? Tất nhiên là có rồi. Hết sự lựa chọn rồi. Ấy ấy, coi đằng sau mày kìa. Ờ thì bạn tự giải quyết đi chứ tôi đánh sao lại chúng nó. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mấy mày thế đi. Này mới là bạn tôi chứ. Ây, sao mày chạy như động vật bốn chân thế, quay lại đây xem nào. Bố mày nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Thôi bỏ mẹ bọn này đuổi dai thế. Thôi mày cho tao ngồi lên đầu chạy cho nhanh. Ok, let's go, let's go. Mày cũng bá quá rồi đấy. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thôi mày cho tao về nhà đi, tao sắp đái ra quần rồi đây này. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mày tính làm gì vậy? Đào hố chôn bọn nó à? Ngu rồi. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Thôi đi về đi mày ơi. Mày bắt ếch tối về để xào hay làm món gì ngon vậy? Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Đây có phải đường về nhà đâu, mày lại dẫn tao đi đâu thế này? Tao tưởng ếch mày bắt về xào mà sao lại bắn nó đi mất rồi, tiếc thế. What the hell? Cái lùm mía quả cơm chó là tôi xem nhiều rồi, giờ cơm ếch ác vậy ba. Chạy đi còn đứng đó làm chi nữa, mày tính đăng xuất luôn hay gì? Tôi là tôi sợ thằng bạn tôi quá luôn rồi. Mấy con golem định gõ đầu bạn tôi giờ bị hủy diệt cả làng luôn. Lần sau là tôi sẽ bớt treo nó lại, không cả đăng xuất lúc nào không biết. Ảo thật đấy. Sao tối thế, mày bật cái điện lên xem nào. Đây là đâu? Hả, đằng sau tao có gì à? Giải o thôi, mày tắt điện đi. Tại mày ý con lợn này, mày đưa tao đến chỗ quái quỷ gì thế này? Ảo thật đấy. Rồi xong giờ chạy bằng niềm tin và hy vọng mà. Mày cứ phải phở lo xem đây này. What the hell? Cái thằng này ăn trái ác quỷ cao su hay gì đây trời? Sao mà đó được? Sao mà đó được? Sao mà đó được? Con đen xì xì này nó nhìn đểu mày kìa. Giỏi ò, mày ác thiệt chứ. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mày nhát rồi. Xong là hai bọn tôi phải đi lên từ đáy xã hội. Mày lại còn nhoi nhôi cái gì nữa? Hả, sau lưng tao có cái gì nữa à? Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Ba, xong là bọn tôi phải chui lại xuống đáy xã hội thêm một lần nữa. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Bạn đúng là bá đạo giỏi ò. Sao mà đó được, sao mà đó được, sao mà đó được, sao mà đó được, sao mà đó được. Hay là chúng ta đi ăn thịt rồng đi bạn ơi, tôi là tôi thèm lắm rồi. Xuất phát nào. Bạn nhớ để lại cho tôi cái phao câu đấy nhé, đừng có mà tham lam. What the hell? Rồi xong mất tiêu luôn rồi, phao câu của tôi đâu? Giỏi ò, con ếch thành tinh rồi. Nó hút mất thằng bạn của tôi rồi. Và tôi cũng chung số phận với nó luôn. Ảo thật đấy. Đây là đâu ơ, con đen xì xì ban nãy kìa bạn. Đúng là khổ thân thằng bé. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Thôi chúng ta về nhà ăn cơm thôi nào. Tao đói quá, mày ăn tạm con golem này đi. What the hell? Nó quá trời. Còn cái thằng này. Cút mẹ mày đi. Cút mẹ mày đi. Bạn nhìn tôi có đẹp trai không hả? Ế, cái con quỷ đen này, mày chán sống rồi à? Ngu dốt. Con nổ kìa mày ơi, chạy đi. Sao nó không nổ ta? Nổ đi mày, nổ đi. Giờ nhìn giống con chim cánh cụt không chứ hả? Ảo thật đấy. Nó nổ rồi thế mới phải chứ, cái gì vậy, có cả nổ xịt à, giải ò thật. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mày tính xuống địa ngục làm cái quái gì vậy hả? Bạn tôi đi xuống địa ngục mà cứ như kiểu đi du lịch vậy trời. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi. Rồi xong tội nghiệp thằng bé đang yên đang lành đăng xuất mất tiêu. Mày báo vừa thôi cái con lợn này. Sao mấy con này cứ thích đi tìm chết vậy kìa bạn, tao nó bá lắm, tránh xa nó ra đi. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi chết tiệt. Ồ cái xe xịn dữ, mày để tao ngồi lên đầu mày đi cho an toàn, let's go. What the hell?
tao bắt đầu thích cái xe này rồi đấy, tí về cho tao xin một cái nhé. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Mày lại muốn làm gì vậy? Tôi cũng không biết sao bạn tôi lại thích xuống dưới đáy xã hội chơi thế này, thôi cứ đi theo nó xem sao. Một nạn nhân xấu số đầu tiên đây rồi. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Mày cũng báo quá rồi đấy. Sao mà đó được? Dạ. Đi ăn thịt rồng nào mày ơi, nhanh cái chân lên. Cái con đen bỏ mẹ lấy mất một cục rồi, giờ làm sao đây mày? What the hell? Ô mày đúng là bạn của tao. Lẹt gô lẹt gô. Mày nhớ để lại cho tao cái đùi đấy nhé, ăn hết thì về tao mét má mày. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Tao tưởng mày bá lắm mà vẫn phải mặc giáp à? Ủa mà sao cái giáp này nó lạ lắm? Gọi xong còn đúng cái nịt rồi, đùi rồng của tao đâu mày? Ảo thật đấy. Ê ê, trả lời đi mày, sao im ru vậy? Cái quắc đờ heo, thôi bỏ mẹ rồi. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Thôi mày ơi, tao không ăn đùi rồng nữa đâu, tha cho tao đi. Đùa mé cái con lợn này, phải cho nó biết thế nào là lễ hội. Lên đi nào bé yêu của anh. Sao mà đó được? Đi chặt cây về xây lại cái nhà xí nào. Cái gì đây, cây bình dương à? Giải ò thật. What the hell? Được cái ông này nữa, ông cũng ở Bình Dương tới à? Sao mà đó được? Đốt cho ông về với Bình Dương vô tận luôn. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. À đây rồi, bạn đang làm gì đấy, đi chặt cây với tôi đi. Nó đang làm cái gì vậy anh em? Đùa mày ở đâu vậy, men mày chắc ở Bình Xăng luôn rồi chứ Bình Dương gì nữa. Ảo thật đấy. Khó thế mà cũng làm được. Nó ăn được cả cái quốc thì tôi chịu rồi. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Cút mẹ mày đi. Đùa cái ông băng nảy đây mà. Xong á, xong á. Mày lại tính làm cái trò gì đây? Rồi xong bắt hút luôn, mày tính lên thiên đàng luôn hay gì? Ảo thật đấy. Xuống đây cho tao. Ồ là cái cây băng nảy nó gặm hết luôn rồi. Sao tao giống trò nấm lùn thế mày? Ảo thật đấy. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Cái này thì không sai vào đâu được rồi. What the hell? Ngu chưa con quả táo, không chừa một ai đâu. Giải ò thật. Ngu rốt. Đâu ra con gì đấy ông lợn à, nhiệm tởm thế. Ảo thật đấy. Alo bạn ơi, còn sống không đấy? Nó biến thành con gì luôn rồi chứ đây đâu phải ông. Sao mà đó được? Mày vẫn còn sống à? Tao chết làm sao được? Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ghép hộ tao nữa, người vợ đi. Ok đấy bạn à, vẫn đẹp trai lắm. Có con ếch kìa mày. Đù đây có phải cháu ếch trong truyền thuyết? Đã ế rồi còn phát cơm chó trước mặt tao, chết đi. What the hell? Mày lại tính làm cái gì vậy? Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Đi đâu đấy, chờ tao theo với nào. Ú quả sợ chưa mày? Con gì mà to dữ thần? Kia là ông ở Bình Dương mà ta cảm ơn ông nhé, goodbye. Thôi đi về ăn cơm mẹ nấu thôi nào. Ê cái con đen xì xì này. Ảo thật đấy. Thôi tao xin là cầu nguyện cho mày bình an. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Về thôi bạn ơi. Này này, mày làm cái gì đấy? Sao mà đó được? Đéo ổn rồi. Ôi trời ơi. Ô đây có quả trứng này anh em. Để xem nó nở ra con gì. Anh em có biết đây là con gì không, bình luận cho tôi biết nữa nhé. Á thằng bạn báo đời. Mày lại làm cái gì đấy, trứng tao mới ấp nở đó. What the hell? Cho mày chết quả táo là không chừa một ai. Ngu dốt. Con này thấy tội lỗi quá hay sao, tự sát mất rồi. Bạn tôi nó cứ như kiểu siêu nhân vậy. Mày đi du lịch được một vòng trái đất rồi à. Quả giáp xịn sò đấy. Nhưng mà tao lạnh quá, phải kiếm cái gì mặc đã. Cho tao xin bộ lông về làm áo nào. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Ngu dốt. Giải ò thiệt chớ. Bạn tôi trọc lóc luôn. Anh em có nhìn thấy cái tôi đang thấy không? Ảo thật đấy. Bạn chạy từ từ thôi, đợi tôi với.
Ủa hai cái con người này chơi cái trò gì đây cưỡi ngựa à, thật là giải ò. Vào trong xem nào. What the hell? Ồ anh bạn cho anh cái giường này. Con golem này mày tính làm gì vậy? Rồi xong, cái con golem thật là đáng tội chết mà hãy xem đây. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Sao mà đó được? Nó không một vết xước luôn mày, ảo thật đấy. Nhưng mà nó đúng thật là lên thiên đàng rồi. Xin vĩnh biệt cụ. Chặt cái cây về xây nhà xí mới anh em ạ. Mày tính làm gì gỗ về tao xây nhà xí đấy? Ô mày định bơi thuyền ở cái dũng nước này á? Ảo thật đấy. Cái đéo gì đang xảy ra thế này? Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế. Này, mày ơi về nhà đi đừng báo nữa mà tao sợ mày quá rồi. Mé vừa nói xong lại tiếp tục rồi. Thôi thì tôi ở đây cầu nguyện cho họ thôi chứ biết làm sao nữa. Sao mà đó được? Mày cũng bá quá rồi đấy. Ảo thật đấy. Ây còn sống không đấy mày? Thành tờ giấy luôn thế mà vẫn sống ảo giải ò. Tao tưởng ba thế nào thua cả cục đất thế thì tao chịu rồi. Ảo thật đấy. Mày cứ chờ đấy dám chê tao yếu à, mày sẽ phải hối hận. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Uống ba la xì bù to lên cho tao. Con lợn kia mày nãy nói ai yếu nhỉ? Thôi thôi tao xin lỗi. Tao xin lỗi mà. Cái định mệnh. Ôi trời ơi. À, mày ơi đập ít đá thôi ngáo lắm rồi đấy. What the hell? Ơ duyên của tao mà thằng mất dạy trả đây. Ảo thật đấy. Mày tính đi đâu đấy, đi tìm kho báu oan bi à? Chờ tao với. Nhẹ tay thôi đấy. Đồ giặt cả đồ thì tao chịu mày rồi. Tội nghiệp anh bạn. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Sao lại quay lại đấy? Ơ độc lạ bình xăng à. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi chết tiệt. Đù mày lên cơn ngáo đá rồi à? Cái gì đấy à, thì ra là con đen xì xì làm tao sợ gần chết. Ừ, mày tính vào đó thật hả? Thôi được rồi, để tao ngồi lên đầu mày cho an toàn. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Tính ra chỗ này cũng xịn sò ra phết chứ nhỉ. Ui cái con bỏ mẹ nào bắn tao đấy. Đúng là chán sống mà. Ngu dốt. Cái quốc này quốc buổi sáng chắc bay cả cái hầm này quá. Ảo thật đấy. Mày lại tính đi đâu đấy? Lại xuống địa phủ làm cái gì vậy trời? Mày cứ như kiểu đi du lịch ý nhỉ. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vừa đến đã có cháu ra đỏ sức với bạn tôi, đúng là ngu hết thuốc chữa. Để tao ngồi cầu nguyện cho mày. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Let go đi thôi nào. Ủa mày còn biết bay nữa cơ à, cũng gọi là ra gì đấy. What the hell? Có con gì kìa mày xử lý đi. Đơn giản mày ơi, coi tao đây này. Sao mày thả con nhà người ta rơi thế, mày chán cái thằng bạn tôi thiệt chứ. Giải ò. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường. Có rương kìa mày ra xem bú được ít kim cương nào không. Còn cái nịt. Đùa cái rương này chán sống à. Đồ ngu, đồ ngu. Sao mà đó được? Tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đấy bá, thế này ai chơi lại. 520.000 băng mồm đồng giáp. Thành công. Sức mạnh tăng lên gấp 1.000 lần. Có con gì kìa mày, chó hay lợn kia? Hình như là con chó lợn. Ảo thật đấy. 6. Nhanh lên mày, tao muốn ăn thịt rồng. Ái chà, cũng xịn ra phết. Lẹt gỗ đi thôi. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Ở đây mở tiệc hay sao, nhiều con đen xì xì ghê. A-di-đà Phật, tội lỗi quá. Nhớ để tao cái đùi rồng đấy ăn hết là tao nghỉ chơi với mày luôn. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Sao mà đó được?
Ây, mày tính làm cái gì đấy, sao lại choảng đi rồi, còn đùi của tao đâu? Mày lo gì lớn đấy, tao cho con khác. Ê, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Nhớ mồm đấy, không có tao mét má mày. Ảo thật đấy. Ây da, có rồng thiệt nè. What the hell? Ayo, what the fuck? Bắt tạm con ếch về cho lợn ăn. Ôi mẹ ơi, nó ăn hết lợn của tôi rồi. Có chuyện gì thế mày? Mất luôn thằng bạn. Ảo thật đấy. Cái con bất dạy này tuổi gì ăn tôi. Vừa vừa thôi mày, to quá rồi đấy. Tao thấy đói quá, mày có gì cho tao ăn không? Thôi tao đi ăn tạm con gâu lem này cho đỡ đói vậy. What the hell? Con ếch bất dậy ăn luôn. Ảo thật đấy. Ấy ấy mấy cái thằng này. Rồi xong còn đúng cái nịch. Ngu dốt. Nào quá rồi mày ạ. Mày là con gì chứ không phải con người nữa rồi. Tốt nhất mày nên vào đây mà ở đi, chứ ở trái đất làm gì có ai như mày. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi xong mấy thằng bé dưới địa ngục mà nó cũng không tha. Thôi tao xin lỗi chúng mày nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Này, của mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Con gì đây? Cút mẹ mày đi. Tám, nhanh chấn lên mày ơi, rồng phiên bản giới hạn đó mày. Ê, cái con quỷ này chán sống à. Em yêu xử nó cho anh. Let go cả, bị người ta thịt mất là hết cái mà ăn. What the hell? Ê, cái con lợn này chán sống rồi à. Cái con mất dạy, bật điện lên đi bạn, sao đen thùi lụi thế này. Mày quá cánh cổng ở đây luôn đi thôi nào. Cái con đen xì xì này đâu ra vậy? Phải cho mày biết thế nào là lễ hội. Chạy đâu con sâu này. Sao mà đó được. Đi thôi. Ngu dốt. Rồng đâu rồi, ra đây coi. Nhớ để tôi cái phao câu đó nha. Nướng vừa thôi mày, cả đen thôi bây giờ. Chết mẹ mày rồi con. Chính con gà của tôi mãi không chịu lớn, phải bơm thuốc kích thích cho nó mới được. What the hell? Chắc là đủ to để đẻ trứng rồi đấy. Ham nam. Ồ, một quả trứng màu đen thật là kỳ lạ, xem nó nở ra cái gì đây. Đẻ xong con gà của tôi bay mất hút luôn. Ây vô, mày tính làm cái gì vậy, cấm động vào quả trứng của tao đó. Á đù, sao lại có con ếch trong đó được, thả xuống cho tao vuốt ve nó cái nào. Xin vĩnh biệt cô. Hôm nay tôi có trò chơi mới đây. Xong rồi ông chú lên test thử xem thế nào. Ô ô, trò này vui ra phết đấy. Ông chơi nhanh còn đến lượt tôi nữa. Hình như hơi nhanh quá rồi thì phải. Ôi mẹ ơi cứu con. Rồi xong phim thằng bạn hóng hớt luôn.